Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì như tiêu đề thì bữa nay sẽ làm cái bộ counter xích long nha anh em. Tại vì hết sự kiện rồi mà mình không quay ra được xích long cho nên cảm giác nó cay cay nơi khóe mắt anh em à. Cho nên là gặp mấy anh bạn đài đánh xích long thấy nó cú cú, mình lại không có xích long. Thế là mới làm cái bộ để counter mấy anh bạn đánh xích long nha. Nói chung thì tại gặp nhiều cho nên là đem cái bộ phượng hoàng dòng chảy với luồng sáng vô đánh cho nó lên cúp thôi đó mà. Thì cái bộ bên kia là đánh xích long với lại thiên sứ với ba cái con support thì để cho nó lên được nhiều xích long đó anh em. Nói chung xích long giờ nhiều anh em có chơi cũng ok, nó chỉ sợ một số bộ counter thôi. Nhưng mà đợt trước mình có đánh ưu tinh Bombay ưu tinh mà gặp một đánh bạn xích long 11 thì ưu tinh ăn vô nó không ăn thua anh em, cho nên là đổi sang đi cái đội hình dòng chảy luồng sáng này để khắc chế cứng luôn. Chỉ cần tích được khoảng đâu 3-4 cặp luồng sáng là coi như là bên kia khóc ròng liền anh em. Thì cũng gặp khá là nhiều xích long cho nên là phát huy được tối đa cái bộ này. Nhưng mà bộ này thì lại sợ ưu tinh với lại thời gian, cho nên là cũng hên xui thôi. Thì chủ yếu mang đi để gặp mấy ông xích long này, hành hạ mấy ông cho nó đỡ cay đấy mà. Tại mình không có bóng cho nên là mình làm bộ counter lại để counter cho nó đỡ tức anh em à. Không biết là sắp tới thì có xích long nó có được ra mắt nữa hay không thì không biết, nhưng mà hiện tại thì nó sẽ không có ra ở mấy cái hòm ngẫu nhiên nữa đâu, hết sự kiện thì nó chả ra nữa. Thì nếu mà mấy anh bạn mà nạp tiền thì mới đẩy được xích long lên 11 thôi, chứ còn nếu mà mở không hên xui thì mình nghĩ là chỉ tầm khoảng 8 xích long, 8 7 8 là cùng, tại vì tỷ lệ nó cũng khó ra, cho nên là chỉ có mấy anh đài thì mới có khả năng sở hữu được những cái con xích long 10-11 thôi anh em. Cho nên ở đây thì mình thích gặp mấy anh đài đánh xích long hơn, tại vì mấy ông đấy level bóng nó to nên có thể test nó dễ hơn anh em. Dùng cái bộ counter này nó cũng đỡ hơn, chứ còn xích long 7 thì nhiều khi cũng gọi là cũng không có được cái kỹ năng thức tỉnh, không ổn lắm ha. Thì ở đây bên kia bắt đầu lên được những cái con xích long chấm cao rồi nè. Thì cái cơ chế xích long thì nếu các bạn nó cũng có thử nghiệm thì các bạn chơi cũng biết thôi, là đẩy chấm lên càng cao và số lượng bóng càng nhiều, chấm càng cao thì cái mặt nạ siêu nhân nó sẽ gần đường đi của quái, thì sẽ kích hoạt được cái kỹ năng gọi là nộ đó, kỹ năng nộ của con xích long nha. Ok, ở đây thì giai đoạn đầu thì mình cũng đánh từ từ đã, tại vì phải xây cố gắng sao chép những cái con tăng trưởng nè, giữ những cái con chấm ở vị trí 3 đến 4 chấm, giữ đều chấm anh em để cho nó ra được các cái cặp luồng sáng nó dễ. Chứ nếu mà mình để cái chấm của các cái bóng so le thì khả năng nó ra các cái cặp khó, là đây gặp con bắt đội nè thì chắc chắn là bị đội rồi. Đấy, nhưng mà nó vẫn giữ được các cái con ra được các cái con luồng sáng 3 chấm khá là ngon, tại vì mình giữ cùng chấm thì nó đội thì nó cũng đỡ hơn. Đánh cái bộ này thì mình thấy là cố gắng cân bằng chấm thôi anh em. Nếu mà tốt đó thì nên để một cái cặp luôn, cặp dòng chảy 3. Nếu mà các bạn dòng chảy thức tỉnh đó, thì để cặp dòng chảy 3 để phòng thủ nữa. Nhiều khi bị dồn quái thì còn có cái nó đẩy lại được một đoạn cũng đỡ đấy anh em. Nhiều khi cứu được những cái pha xém thua đấy. Thì ok, ở đây mình đã được hai cặp luồng sáng 3. Bây giờ mình cần tìm thêm một cặp nữa là có thể chơi được cái skill bút siêu rồi đó anh em. Đây. Rồi bây giờ bắt đầu mình bút nha. Bút khúc này phải đều tay anh em chứ. Sợ cái là ấy. Rồi ngon rồi. Khúc này bên kia chỉ có khóc thét thôi, đâu làm được gì đâu. Ok. Bạn hồi nãy thì xích long 8 cho nên là cũng nhẹ gánh. Bây giờ gặp một cái bạn đài khác và cảm giác như là đã thức tỉnh thiên phú của cái con xích long này rồi anh em à. Chọn chị rồi đấy. Mình nghĩ là đây chắc là xích long to đấy, mà dân chơi nha. Chỉ có dân chơi thì mới thức tỉnh được thiên phú của xích long thôi. Cái
Tại vì cái bóng xích long này các bạn để ý, bữa trước mình cũng có nghe một số anh em chia sẻ là khi nào mà mình sở hữu xích long á, thì mình mới thấy được cái thiên phú của nó trong cái nhánh phượng hoàng đó. Còn mình chưa chết lại nhưng mà mình thấy là hình như nếu mà ai mà không có xích long thì như không thấy được, không thấy được cái nhánh thiên phú của nó hay sao đó. Để đi nữa mình vô mình coi lại xem không biết có phải không. Thì bên mình là nó đã ra thiên phú cho xích long, cho nên là ông bạn bên kia đã lên được cái thiên phú rồi nha. Nhưng mà bên kia đánh thêm ưu tinh để quấy rối nữa. Thì cái đội hình phượng hoàng dòng chảy này cũng khá là sợ ưu tinh đó anh em. Nếu mà đánh về lâu về dài mà gặp các cái bộ ưu tinh ba nó bút vô thì cũng khá là sợ. Cho nên là để đối phó với cái trường hợp này, chúng ta phải giữ các cái cặp dòng chảy ba nha, cố gắng giữ một hai cặp gì đấy, một cặp để phòng ngừa trước đã. Tại vì vẫn phải để chỗ để xây các cái bộ luồng sáng ra để mình tung skill bút siêu thì mới kết thúc trận đấu được. Nói chung đánh cái bộ luồng sáng dòng chảy này thì phải cố gắng dứt điểm trong tầm 7 hiệp đổ lại thôi. Nếu mà đánh lâu quá thì khả năng bị thua. Tại vì Phượng Hoàng mình tuy là lên được Phượng Hoàng 8 rồi nhưng mà cảm giác về sau nó đuối lắm anh em, không có khả năng giết quái ngọt được nữa. Bên kia thì mình nghĩ là chắc xích long phải cỡ xích long 10 độ lên, thấy thức tỉnh tiên phú rồi mà chắc là dân chơi đấy. Thì nó cũng có cái mặt lợi mặt hại là nếu mà đánh kèm ưu tinh vô thì nó sẽ bị mất slot thôi, thay vì đánh tăng sao thì nó sẽ lên nhanh được, cái xích long nó đẩy được cái mặt nạ về đường quái nó nhanh hơn. Nhưng mà đánh ưu tinh thì nó sẽ phải, tất nhiên là muốn có khống chế thì phải bỏ thêm slot ra để dành cho ưu tinh rồi. Thì nói chung là mình cũng không lo lắm. Khúc này thì mình nghĩ là để từ từ để mình kiếm một cái bộ dòng chảy bách cúp đi, tức là để dự phòng khi mà bên kia nó bút ưu tinh đó thì mình đây có cái bộ dòng chảy 4 nè, bên kia có bút ưu tinh thì mình còn có cái dòng chảy mình đẩy lại đấy. Nói chung là phải có phòng thủ nữa anh em, chứ không thể nào mà chăm chăm đi xây các cái bộ luồng sáng để ăn người ta được, là vì phải coi bài bên kia nữa. Bài bên kia có khống chế thì phải giữ cặp dòng chảy nha, nó mới ổn áp được anh em. Ở đây thì mình đã lên được ba cặp rồi nè, à không, hai cặp thôi, ba con luồng sáng 3 và ba con luồng sáng 4. Đây bây giờ mới là được ba cặp nè. Thì khúc này không biết khúc này có nên bút không ta, để từ từ nha. Ô, bị dồn ưu tinh nè. Khúc này bút thì sợ không được, tại vì chắc phải chơi cặp dòng chảy quá, không kịp anh em. Khúc này bị bút ưu tinh nó đâm ra nó hơi lỏng cọng cái tay chỗ này. Tại vì các bạn bút luồng sáng phải canh đủ thời gian, nếu mà chỉ có 3 cặp á, tuy là luồng sáng mình luồng sáng 17 nhưng mà 3 cặp vẫn có khả năng là bút không tới được, phải canh đúng giây. Chứ nếu mà bút nhanh quá thì nó cũng hết, mà bút chậm quá thì nó lại mất cái siêu. Đâm ra là chơi cái này cũng phải canh cái tay, nhiều khi cống cái tay kéo lộn qua cái này qua cái kia là coi như là mất luôn cơ hội thắng đấy anh em. Hồi nãy thì là mình đã bỏ qua một cái cơ hội, tại vì bên kia bút luôn cái ưu tinh đâm ra nó hơi bị loạn choạng. Nếu mà khúc đấy bên đấy không bút ưu tinh là khả năng mình giữ được cái tay để mình kéo luồng sáng đấy. Ông đấy chơi cũng khoa đấy, cũng gọi là bị mình bút siêu nhưng mà cũng tấn công lại bằng cặp ưu tinh, đâm ra là nó hơi lỏng cọng ha, không sao được. Ở đây mình đang vẫn giữ được, tức là mình chơi khoảng tầm một cặp hay hoặc hai cặp mình thấy có vẻ nó hụt hụt thì mình đừng nên chơi hết nha, để dành để chơi để xây tiếp. Tại vì đánh cái bộ luồng sáng này nếu mà mình nghĩ là chỉ có chơi khoảng hai đợt thôi, tức là về sau nó lên chấm cao khó ra được các cái bộ luồng sáng cùng chấm lắm. Cho nên là các bạn phải kỹ, phải đánh thật là cẩn thận. Mình thấy thì mình đánh cao nhất cũng chỉ là được hai lần chơi thôi, ví dụ như lần đầu giữ được ba cặp luồng sáng nhưng mà chơi bị hượt á thì vẫn có cơ hội làm lại lần thứ hai, nhưng mà lần thứ hai mà không được nữa là coi như là khả năng thua là đến 90%, tại vì lúc đấy chấm nó lên cao quá rồi, mình không có thể nào mà duy trì được các cái bộ luồng sáng nữa. Ở đây thì bạn bên kia đang bút ưu tinh cho nên là mình phải chơi cái kỹ năng của cái dòng chảy để làm quái nó lùi lại, không thì bắn không kịp anh em. Thì ưu tinh nó ăn vô cái là phượng hoàng bị lín thiên à, luồng sáng thì bắn cũng rất là chậm, không có bút tốc đánh cho nên là đánh chay nó rất là chậm. Cho nên là phải có dòng chảy ở đây, có dòng chảy ở đây để nó phòng thủ giúp. Đây khúc này lại dồn ưu tinh nữa này.
nhưng mà mình lại không có bộ dòng chạy ở đây để muốn ép mình, khúc này muốn ép boss mình đây. Nhưng mà chắc không chết anh em, không chết được. Bên kia hết yêu tinh rồi. Chứ nếu mà bên kia có thêm một bộ nữa thì khả năng đi rất là cao. Đi hai máu thôi chứ cũng chưa đi hẳn. Nhưng mà bên kia nếu mà chơi khống chế nhiều thì xích long nó sẽ bị hụt. Hụt cái mặt nạ nó sẽ bị hụt. Được cái này mất kia thôi anh em. Đi khống chế nhiều thì không có chỗ để lên chấm xích long thôi. Mà mình cứ từ từ mình vẫn phụ được. Ở đây thì mình sẽ nghĩ là phải kiếm một cái bộ dòng chảy để dự phòng quá. Cái con boss sau là con boss âm dương thì khả năng là mấy cái bộ luồng sáng này nó sẽ mất này, không giữ được. Ở đây thì mình cũng chỉ có mới có hai cặp thôi, hai cặp thôi thì chắc chơi luôn đi, pha này chơi liều luôn anh em. Đây nếu mà nó ra được cái con luồng sáng năm đó thì ngon này. Ồ ngon, ra được con sao chép có khả năng ăn đấy anh em à. Rồi ăn rồi anh em, pha này pha chơi hên xui thôi. Ok, xích long 10 đấy chứ, thích thưởng thiên phú nha. Ok, thôi chắc mình kết thúc video clip này tại đây thôi. Bạn thấy hay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo. Bye bye.